Chào mừng các bạn đến với Top Sao Hoa, kênh tổng hợp tin tức về những ngôi sao Hoa ngữ. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng điểm qua những tin tức thú vị có trong ngày nhé. Cách đây không lâu thì Triệu Lệ Dĩnh từng gây bão mạng khi xuất hiện trẻ trung năng động trong bộ váy trắng tay phồng và tóc tết xinh xắn. Hình tượng mới mẻ xinh đẹp của mẹ một con đã khiến cộng đồng mạng dành rất nhiều lời khen cho cô. Với kiểu tóc tết điệu đà này, trông Triệu Lệ Dĩnh như trẻ đến chục tuổi. Là sao nữ nổi tiếng với hình tượng thiếu nữ và thời thượng, chắc chắn Dương Mịch cũng chẳng thể bỏ qua kiểu tóc tết mái này. Để hách tuổi tuyệt đối, Dương Mịch còn cột tóc hai bên, trông mẹ một con lúc này rất năng động và tinh quái. Trong sự kiện thời trang tuần trước, Angela Baby cũng tạo được ấn tượng mạnh với mọi người nhờ kiểu tóc tết mái này. Tuy nhiên, cảm giác cô nàng mang đến cho mọi người là đài các và quý tộc. Trông Angela Baby như nàng công chúa phương Tây với bộ váy theo hình hoa trang nhã và màu son đỏ quyến rũ. Phong cách tóc tết này đã được Lưu Diệc Phi thử cách đây khá lâu trong đám cưới cô bạn thân. Lần hiếm hoi làm phù dâu, Lưu Diệc Phi đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì nhan sắc đỉnh cao của mình. Vẻ đẹp yêu kiều kết hợp với kiểu tóc tôn nhan sắc đã khiến Lưu Diệc Phi vô tình chiếm spotlight. Trong bữa tiệc sinh nhật tổ chức cùng fan, chị Giảng đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì vẻ xinh xắn đáng yêu như tiểu tiên nữ. Đặc biệt là khoảnh khắc cô mặc bộ váy dài thướt tha xinh đẹp kết hợp với kiểu tóc tết thần thánh này, Trịnh Sảng xứng đáng là nữ thần thanh xuân trong lòng công chúng. Kiểu tóc tết này cũng được Cúc Tịnh Y yêu thích, cô nàng thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện hay sân bay với phong cách điệu đà đáng yêu. Mỗi lần như thế thì Cúc Tịnh Y lại đốn tim khán giả vì vẻ đáng yêu thơ ngây và ngọt ngào của mình. Ngay đến nữ thần quyến rũ Thư Kỳ cũng từng nhận được rất nhiều lời khen với kiểu tóc thần thánh này. Chẳng còn vẻ gợi cảm chững chạc thường thấy, Thư Kỳ trông như thiếu nữ với nụ cười mỉm đoan trang dịu dàng. Với vẻ ngoài xinh đẹp này, ai mà đoán được Thư Kỳ là sao nữ nổi tiếng với hàng loạt vai diễn cá tính gai góc trên màn ảnh rộng. Người đẹp Tân Cương cũng nhiều lần đốn tim fan bằng kiểu tết tóc như thế này, đôi khi cô nàng sẽ biến hóa cá tính hơn với những bím tóc như thế. Có thể nói kiểu tóc này khá hợp với Địch Lệ Nhật Ba và giúp cô biến hóa đa dạng hơn, lúc thì ngọt ngào khi lại dịu dàng đài các. Cô Lực Na Chát cũng không thể nằm ngoài trào lưu tết má như thế này. Cô được khán giả đánh giá là trông đài các tiểu thư và rất xinh đẹp. Dù bộ phim 10 năm 3 tháng 30 ngày không thành công, nhưng nhan sắc của cô Lực Na Chát vẫn khiến công chúng phải xuýt xoa ngưỡng mộ. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Top Sao Hoa và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.